Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một trình duyệt web trên điện thoại có thể thay thế được cho trình duyệt web Chrome rất là tốt. Đây là trình duyệt web mình muốn giới thiệu. Trình duyệt web sao có biểu tượng tia sét đây, tên của nó đây, sao. Các bạn hãy tìm tên này trên cửa hàng CS Play nhé. Thì tại sao mình lại dùng cái trình duyệt web này thay cho trình duyệt web mặc định của điện thoại, đó là trình duyệt web Chrome. Có một số cái tính năng như sau. Cái đầu tiên mình muốn nói đến với các bạn đó là cái tính năng chặn quảng cáo. Đây là mình đang mở hai trình duyệt web đồng thời trên máy, một cái là Chrome và một cái là Sao. Thì ở đây mình cùng vào một trang web, đó là trang web vnexpress.net. Mình cùng tải lại trang nhé. Thì các bạn thấy ở cái trên phần trên cùng của trang web này, đó là có cái quảng cáo của Vietcombank này. Và khi mình cuộn xuống dưới thì tiếp tục có quảng cáo cái gì đây, về bất động sản này. Đây là trình duyệt web mặc định nhé, trình duyệt Chrome đó. Nhưng mà quay sang bên trình duyệt web sao này, mình cũng tải lại trang này đó, thì hoàn toàn không có phần quảng cáo bên trên này. Và khi mình cuộn nước web xuống bên dưới thì cũng không có quảng cáo luôn đó. Đó là cái đầu tiên, đó là về chặn quảng cáo. Cái thứ hai mình muốn nói đến đó là cái thanh cuộn ở bên phải này. Đây, khi mình ấn vào thì nó cuộn xuống rất nhanh. Đó, có thể cuộn nhanh được trang web. Cái này thì bên Chrome đây, đây là bên Chrome, nó cũng có một cái biểu tượng ở bên phải này, nhưng mà chúng ta ấn tay vào thì không ấn được, không dùng thanh đó để cuộn được. Ok, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là cái về phần chơi video. Thì ở đây mình sẽ vào cái bài viết này nhé. Bài viết này có cái trình phát video về cái đám cháy ở Hương Hạ này. Đêm ám ảnh ở Hương Hạ của đội cứu hộ tình nguyện. Đó. Mình ấn vào nó còn đọc luôn cho mình luôn. Đấy. Đây là một cái bài báo có video, mà mình cũng quay sang cái Chrome, mình cũng ấn vào đây. Đó. Thì ở bên đây nó còn đang hiện quảng cáo này. Mình chặn nhé. Đây là bên trên vẫn quảng cáo này. Đây là trình duyệt web của Chrome. Mình có nhỏ xuống. Đó. Mình nhé, còn bị giật kìa. Rồi ok, quay trở lại với cái trình duyệt sao này. Đó. Khi mình ấn vào cái bên kia vẫn đang chạy, mình sẽ tăng này, tạm dừng lại. Này, nó còn hiện quảng cáo sau 4-3 giây. Cái này thì khả năng là cái của Chrome nó đang bị lỗi. Ok, nhưng mà nó không có gì đặc biệt cả. Mình sẽ quay lại cái trình web sao. Thì ở trong cái phần mà có video, khi bạn ấn vào cái trình chơi video này đó, thì ở bên dưới này đấy, các bạn thấy một cái mũi tên này. Thì đây là nút tải video chỉ để khẩn cầu cho nạn nhân đấy, quảng cáo thì cũng tự động bỏ qua nhé. Mình sẽ cho nhỏ tiếng đi. Đây, ở dưới này nó sẽ có cái tải video này. Thì các bạn có thể lựa chọn được tải file MP4 xuống. Ở đây có 3 file cho mình tải. Ok, đấy là cái tải video nhé. Cái thứ hai là nhìn là cái trình chơi video. Khi bạn ấn vào cái nút toàn màn hình này, đó, thì nó sẽ vào cái trình chơi video của trình duyệt luôn. Thì ở đây nó có một cái chức năng như sau. Khi mà các bạn ấn tay vào bên trái thì nó sẽ tăng giảm được độ sáng của màn hình này. Đó. Bên phải thì chúng ta tăng giảm được âm lượng. Sợ hãi mà. Đấy. Kéo lên kéo xuống bạn nhé. Cái thứ ba đó là cái phần
Mình sẽ tạm dừng lại. Đây là xoay video thì nó đơn giản rồi. Đây phóng to này, toàn màn hình này. Tiếp theo đó là cái phát lại. Nếu chúng à đây là tốc độ. Tốc độ chúng ta có thể chọn cho nó nhanh lên. Tiếp theo đó là cái pop up, tức là chúng ta sẽ hiển thị được một cái nhỏ như này. Và khi đó chúng ta có thể ra ngoài màn hình home hoặc là vào các trình duyệt vào các ứng dụng khác thì chúng ta vẫn xem được video. Ok. Tiếp theo đó nữa là cái phần về tua, tua nhanh, tua chậm ở bên dưới này. Đây cũng có nút tải về nhé, nút tải xuống. Tiếp theo là một cái phím khóa này. Khi khóa này thì chúng ta muốn xem phim chẳng hạn thì tất cả những cái thao tác ở trên đây nó sẽ không, nó sẽ bị khóa lại. Và chúng ta sẽ không tua được, không tăng giảm độ sáng, không nét nhất này. Đó. Để tránh tình trạng khi chúng ta xem video chúng ta lại chạm vào màn hình thì nó có nút khóa này. Để mở khóa thì chúng ta lại giữ vào cái khóa này thôi. Đấy, đây là một trình duyệt web với cái ứng dụng xem video rất là mạnh mẽ. Mình sẽ quay lại nhé. Tiếp theo mình muốn nói đến một cái tính năng tiếp của cái trình duyệt này, đó là cái khả năng chuyển âm thanh. Mình sẽ quay lại một cái video khác. Đây. Người sống sót vụ cháy chung cư không ngày là chết. Cái bài này thì nó không có nhiều chữ, mình sẽ quay lại phần thời sự. Thời sự. Thành phố Hồ Chí Minh có 42.200 nhà cho thuê giảm, chung cư mini. Đấy. Thì ở đây nó có một cái mục, đó là cái khi các bạn ở bên trên này, các bạn ấn vào cái nút này, đó, nút cạnh nút tải lại trang ấy, thì nó sẽ chuyển sang chế độ đọc. Chúng ta sẽ chọn là text này, thì nó sẽ tự đọc báo cho chúng ta. 42.200 nhà cho thuê giảm, chung cư mini, VN Express. Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2023, 19:25 GMT cộng 7. Thành phố Hồ Chí Minh có 42.200. Ở đây thì chúng ta có thể tạm dừng này. Đó, tạm dừng này. Tăng giảm độ sáng này. Tăng giảm cỡ chữ này. Tăng giảm âm lượng của cái việc đọc. Đó, đây là play và đây là có thể dịch sang ngôn ngữ khác. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể truyền. Đây, ví dụ đây mình có cái TV truyền tới phòng khách được này. Đó. Tiếp theo ở đây có nút tải về thì chúng ta có thể tải cái bài báo về dưới dạng file TXT, file text hoặc xuất ra file PDF. Ok, rất là mạnh mẽ. Ở đây cái nút 3 chấm thì chúng ta có tùy chọn về phông chữ này. Đây là giới thiệu quảng cáo tính năng truyền tới TV. Đây, rất nhiều phông chữ cho chúng ta chọn. Tiếp theo bài đặt nữa là cài đặt về text to speech, tức là chọn cái chuyển từ text sang tiếng ấy. Ở đây mình chọn tốc độ đọc. Đấy, ví dụ mình muốn đọc nhanh thì chọn tốc độ 1.2. Tông giọng thì không thay đổi, mình để là 0. Ok. Ngôn ngữ thì mình đang để là tự động phát hiện nhé. Ở đây cũng rất nhiều ngôn ngữ cho các bạn chọn, có thể dùng để đọc báo tiếng nước ngoài được. Ok. Đó là cái tính năng đọc báo cho chúng ta bằng chữ. Tiếp theo nữa mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cái tính năng khi các bạn vào cái ba gạch ở góc trái này, nó sẽ sổ ra một cái một loạt những cái tính năng của trang của trình duyệt web. Đầu tiên nó là cái về toàn màn hình. Toàn màn hình chúng ta sẽ gạt bỏ chọn những cái này đi, áp dụng đó thì tất cả màn hình của chúng ta sẽ được full lên trên. Mất cả những cái giờ của đồng hồ các thứ đều ẩn hết đi và chúng ta sẽ lướt web được một cách trọn vẹn hơn. Một cái tính năng ở phần này nữa các bạn lưu ý, đó là cái tính năng chụp ảnh màn hình. Đó. Đây nó có một cái chế độ bình thường thì không nói làm gì, chế độ thứ hai chế độ cuộn. Đó là chúng ta sẽ chụp được toàn bộ trang web. Toàn bộ trang web từ trên dưới luôn. Đó. Đây là chụp ảnh dạng dài. Đó. Và chúng ta có thể lưu lại thành file. Ngoài ra thì trang web trình duyệt web này nó cũng
cho chúng ta một số chế độ, ví dụ như là có thể phát nhạc, phát video. Đây, phần biểu tượng video đây, chúng ta có thể dùng cái trình duyệt web để phát nhạc. Đây, xuất sang in sang PDF này. Lọc màn hình, nếu chúng ta muốn chế độ lọc màn hình sang để bảo vệ mắt chẳng hạn, sang một cái màu tông màu khác để bảo vệ mắt. Đấy. Ok. Thì cái mạnh mẽ nhất của nó mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là chúng ta có thể chặn quảng cáo và cái trình phát video rất là mạnh mẽ. Ngoài ra thì ví dụ như là ở đây là các bạn muốn đọc báo mà không muốn bị làm phiền bởi các hình ảnh thì chúng ta có thể chọn bằng cách này, chặn hình ảnh. Thì tất cả hình ảnh sẽ được ẩn đi. Tất cả hình ảnh trong các bài đều ẩn đi. Chúng ta sẽ lướt web được nhanh hơn. Hoặc là các bạn dùng 3G, 4G mà không muốn tốn dung lượng thì tắt ảnh đi này, thì chỉ dùng chữ không thì rất là tiết kiệm dung lượng. Ok, cái những cái tính năng khác thì các bạn có thể vào cái phần này và tùy chọn để khám phá thêm. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn lưu ý nhé, cái trình duyệt web nó sẽ tên là sao. Khi chúng ta vào cửa hàng CH Play thì sẽ tìm đến cái biểu tượng này, tia sét này của phần sao shop. Đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.